Chào anh Trạng ơi. Dạ rồi, em xin chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Giang ha. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Rồi hôm nay em về lô mai mới hả chị? Toàn là hàng đẹp, hàng VIP không nha anh chị ơi. Cúc Thọ Hương, Thủ Đức, Giáng Đổ, rồi Cúc Bi, Đại Lộc. Đó là hàng đẹp đẹp không anh chị? Có Cúc Tư Long nha. Rồi kính mong cô chú anh chị cả nước ủng hộ. Số điện thoại em là 0932999393. Zalo số đó luôn anh chị ơi. Rồi hôm nay là bắt đầu cây mã số đầu tiên, mã số 1, cây cúc, cây mai giả Thủ Đức Giáng Đổ nha anh chị. Cái này là ghép già mùa nha anh chị ơi. Đó, cái bao ghép nè, bao ghép liền cốt ha, cái cũ nè, liền cốt đế cũ nha cô chú anh chị. Như cái con gì luôn á, tê tê luôn, nhìn cái đất phê cái đồ, luôn, cái chân cái đuôi luôn nha cô chú anh chị, giống như con gì đó ngồi chứ, ếch ngồi chậu vàng. Số 1. Cái này mình có hàng chơi Tết hết nha cô chú anh chị nha. Nút nụ đồ ngon lành hết ha. Tàn ok luôn nè. Đó, này về anh chị mình đôn cục đôn lên ha, để gì ha. Là nó đổ xuống này nó rất đẹp nha anh chị. Cái này vô thế con sai nha anh chị ơi. Ờ. Giờ cho 26 nha. Để cái này đi. Quay khi em quay cái clip hơi dài xíu nha cô chú anh chị. Cái cũ hơn chị. Nhìn cái cũ của nó như cái con cóc có cái bụng tròn vo nè ha. Em đo cũ anh chị xem ha. Rồi cái cũ là 26 nha anh chị. À, chỗ mắt ghép này là 13 nha anh chị. À, cao 39. Tàn rộng là 87. Rồi. Chiều nghe thác đổ là 100 nha anh chị. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu chúng chị mình là 3.300.000 ha. 3.3 một cây đế có cái cũ nha cô chú anh chị nha. Cái này hàng là hàng chơi, hàng sưu tầm nha anh chị. Hàng già mùa nha cô chú anh chị, rất là già ha. Đó. Nên cô chú anh chị xem cái đế này nha. Chơi rất là đáng nha cô chú anh chị. Đó, mình coi cũ đó không anh chị, giờ cũng tầm là giá là trên gần 2 triệu chứ đâu không dưới không chị. Cũ đó ha, già mùa lắm anh chị. Cái này chứ 7-8 năm rồi đó. Cái cốt nó liền bự hay cũ hay coi chú anh chị. Rồi đổi giùm em ha. Xuống đâu rồi. Rồi mã số 2 hả? Mã số 2. Số 2. Ngon lành. Rồi giảo Thủ Đức. Chú anh chị ơi. Cái này là cũng mà gốc nhớt luôn nha anh chị. Cô chú anh chị thấy nó thoát rộng rãi ha. Ở trên thì tàn kính liền cốt luôn nha cô chú anh chị. Phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Cái tàn ở trên nè cô chú anh chị nha, rất là khích luôn nha. À, dấu ghép đây liền. Đây là cái cũ là sủ vậy anh chị nè. Cái mắt ghép nó nè cô chú anh chị, hay ghép nuôi khá là lâu, nuôi chậu mà nha cô chú anh chị. Ghép chậu lâu dữ lắm mà nó liền như thế này, thân lắc tàn dù nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị chơi là bông bảo đảm là bao chuẩn luôn rồi đó. Quá lâu quá sai bông luôn. Rồi mình coi tổng thể cái tàn nó này nha cô chú anh chị. Rồi thông số anh ơi. Rồi. Luôn á. Cái cũ này là 25 chị ơi. Còn vị trí này là 15. Em mắc ghép là 15 này nha cô chú anh chị. Chỗ ghép là 15 hả anh chị? Biết hơi già anh Hồng. Chiều cao là 72. Tàn ngang là 101. Đây. Thoát thân đó là 49 ha anh chị. À. Mã số 2. Số 2 mình Zalo như anh ơi. Rồi em xin Zalo chú anh chị mình là 2.900.000 ha. Dạ 2.900.000 nha cô chú anh chị. Nút nụ thì khỏi chơi vào đâu hết ha cô chú anh chị ha. Điều hết luôn. Cây già mùa giả Thủ Đức. Rồi đổi giùm em ní ơi. Tiếp tục là mã số 3. Mã số 3. Số 3. Thọ Hương nha Cúc Thọ Hương. Số 3. Rồi, tàn tàn ấm chào anh chị. Tàn ấm nha. Này hàng chơi Tết nha anh chị, nút nụ ok dần ha anh chị. Ghép hai bo mà tàn ấm ha. À. Ghép hai bo, bo lớn anh chị. Này là hàng chơi Tết nha anh chị, vô nụ dần này. Này bo ghép nè. Này để giống như thú có chân cô chú anh chị. Rồi thông số luôn anh ơi, Cúc Thọ Hương cô chú anh chị nha. Tàn ấm ghép hai bo. Có nụ ha. Vành 15.
cao 70, tàn ngang là 85. Rồi, mã số 3. Rồi mã số 3 chúng tôi hơn em xin giao lưu là 1.400.000 anh chị ơi. Dạ, 1.400.000 nha cô chú anh chị, một cái tàn ấm hỉnh luôn ha. Một ôm luôn nha cô chú anh chị. Mã số 4. 4, cúp tòa hơn luôn chị ơi. Tòa hơn cây này chơi cặp với cây số 3 được nha cô chú anh chị. Nếu mà thích chơi cặp dán đế phôi giống luôn ha. Ghép thì cây này ghép 3 bo. Này cũng ấm luôn. Giờ nó kim rồi hết rồi nè cô chú anh chị. Cái phôi nó nè ha, nà ná như cái phôi kia ha. Là về anh chị mình chỉ tưới nước rồi tết lặt lá là chơi thôi. Rồi cho thông số như ní. Mã số 4. Của anh là 14. Cao 80. Tàn ngang 89. Rồi mã số 4 em xin giao luôn cũng là 1.400.000 luôn anh chị ơi. Dạ rồi, 1.400.000. Mã số 5, cúc thọ hương luôn. Thọ hương. Cái này ghép 4 bo. Rồi. Tàn một ôm luôn cô chú anh chị. Phôi lớn anh chị. Nó xè rất là mày tết bông cái này còn mày nói nữa anh chị. Số 5. Đế cộng lực cho chú chị, cây này đế cũng khá đế lắm nha. Nếu mà mình khe lên xíu ha, cái này chưa nó khe luôn ha. Rồi cho em thông thông số nha. Cúc thọ hương mã số 5. Hoành 22. Cao là 68. Tàn ngang là 99. Rồi mã số 5 em xin giao luôn là 1.600.000. 1.600.000 mã số 5. Rồi số 6. Mã số 6. Cúc thọ hương mã số 6 ha. Cái này đế lực, cái này đế đẹp nha cô chú anh chị. Này hót thân thoáng đẹp ha. Tàn ấm một ôm nha cô chú anh chị. Cái này đế đẹp. Năm bo nha. Cái này cũng vô nổ quá vậy anh chị. Rồi em xin thông số nha. Hoành là 20. Cao là 73. Tàn rộng là 75. Mã số 6 em xin giao lưu là 1.500.000 anh chị ơi. Dạ, cúc thọ hương mã số 6 1.500.000, cây này đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã số 7. Mã số 7. Mai giả Thủ Đức. Cây này ghép già mùa hả anh chị? Ghép 3 bo nha cô chú anh chị. Cây này gọn đẹp nha. Cái này để bàn là ok luôn anh chị ơi. Đây cái phôi nữa nè ha. Cái này về cô chú anh chị mình xịt gông là cây sáng chân đẹp lên liền á. Hoành 12. Cao 60. Tàn ngang 60. Rồi mã số 7 em xin giao lưu chú anh chị mình là 650.000. Dạ 650.000 nha cô chú anh chị. Mã số 8 Mai Đại Lộc. Số 8 Mai Đại Lộc. Này, đế nôm hả anh chị? Yeah. Hoành là 19. Cao là 86. À, 86 đúng rồi. Tàn ngang 52. Đế sổ cao là 18. Mã số 8 này em xin giao luôn chú anh chị mình là 700.000. Yeah, 700.000. Mai Đại Lộc nha cô chú anh chị. Cây vô nước nổ tết hết ha. Mã số 9. Số 9 Đại Lộc. Rồi, cái này đế cũ nha cô chú anh chị, có cũ đế ha. Một bệ luôn. Như cái con dị nằm đưa cái đùi ra phía sau. Số 9 đế giống dáng thú nha cô chú anh chị, có đùi luôn ha. Nụ nè. Cái này nụ dày luôn á. Màu ghép nó phù ra nè không chị. Cái đùi nữa nè cô chú anh chị, cái đùi trước ha. Này đùi sau nè, hôm nay có cái chân nữa nè. Này là đế dáng thú luôn, đang nằm nha cô chú anh chị. Bên đây thì hai chân ha.
Cây này rất là dễ thương. Vành 19. Cao 66. Tàn ngang 62. Mã số 9 em xin giao lô chú anh chị mình là 750 ngàn. 750 cô chú anh chị nha. Số 10. Số 10 cây thoát thân cao. Cây này cây cúc bi quá. Cúc bi. Cúc bi mã số 10. Cái tàn rất là ấm nha cô chú anh chị, bo ghép lớn ha. Một cây dáng trực tàn thông. Cô chú anh chị nhìn cái tàn nha. Ấm hỉnh luôn ha. Để nôm luôn anh chị. Cái này giờ anh chị mình chỉ thay chậu mình chơi thôi. Là cái này mình về mình xịt trong ha cô chú về cây về quẹt quẹt, quẹt không ra nữa. Cái này rất là lực cô chú anh chị. Cúc bi bông đẹp nha cô chú anh chị. Bo ghép hả anh chị? Ghép hai bo anh chị, một tại cái em ha. Này ghép gần 3 mùa ha anh chị. Hai năm mấy à. Tàn mà cô chú nụ mà cô chú anh chị nha. Cây này về rụng rụng tự nhiên kéo rụng tự nhiên mã số 10 rồi cho em thông số nha. Cây này quá đẹp luôn, này đế đẹp anh chị ơi, sưu tầm lắm nha cô chú chị, bông rất đẹp nữa thì tròn chuột chuột ha. Hoành 26 tròn do như viên đạn luôn. Đế cao là 19, đế nôm cao 19 anh chị, chiều cao là 105, tàn ngang là 95, này thoát thân là 39 hả anh chị? Dạ rồi, cái cúc bi này giao lưu nhiêu? Rồi mã số 10 cúc bi này em xin giao lưu chú anh chị mình là 3 triệu ha. Dạ 3 triệu, cây ghép hai mùa đế đẹp, dáng trực tàng thông của chú anh chị. Cây này mình để phòng khách gọn gàng là bao bao phê của chú anh chị nha. Nụ rất là tròn, rất là đẹp ha. Cái này anh chị mình về mình mua cái chậu lục giác á, mới mới để vô cái đẹp. Lục giác bát giác cũng đẹp. Rồi mã số 11. 11. Cái này kỹ kỹ là chờ nhảy số nữa. 11 cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Rồi. Cúc hương lùm lực tàn ấm nha cô chú anh chị. Tàn một ôm luôn ha. Ghép được 4 bò. Này phôi lùm lực hả anh chị? Ai khoái chơi cái form mà tàn lùm 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 như nè. Cây này chơi này hả anh chị? Đã lắm ha. Có đế nè cô chú anh chị. Cưng lắm. Đế nè ha. Cây này đế rất lực hả anh chị? Cắm xuống không ha? À, cái này về Tết chơi ok luôn nha anh chị, nút dữ lắm rồi ha. Hoành vị trí này là 24 GA. Chiều cao là 72. Tàn rộng là 90 anh chị. Mã số 11 em xin giao lưu 1,5 triệu anh chị ơi. Dạ, giá dễ chơi vô cùng nha cô chú anh chị, 1,5 triệu một cây cúc thọ hương. Bông đẹp lâu tàn luôn. Về lấy giống luôn nha cô chú anh chị, mã số 12. Đó, số 12. Để bao phê luôn. Rồi, cây cúc thọ hương. Số 12. 12, có mặt bông luôn hả anh chị? Này bông gió hả anh chị? À, cái này nở là 3-4 ngày nó còn gì nữa anh chị? Bông gió hả nhỏ ha. À, mình ghép được ha. 1 2 4 bò. Ừ, ổ đế rồi nè. Đế vào phê nha cô chú anh chị. Cái này là anh Trạng lên hàng cực kỳ cute luôn. Cute dễ thương. Ờ à, đế nè anh chị ơi. Đế này quái quá xá bầu đế ha. Mặt nào cũng đẹp hết trơn luôn. Dàn đế quá phê luôn. Rồi thông số ní ơi. 57 nồi đế. Vành eo là 26. Cao 85. Tàn ngang là 80. Cây ôm nụ đều tàn hết nha cô chú anh chị nha. Rồi mã số 12 em xin giao lưu với chị mình là 3,700,000 ha. Dạ. Cái nồi đế là bao phê nha cô chú anh chị nha. Rồi mã số 13. 3. Ba mai đại lộc nha cô chú anh chị. Cây đại lộc đế dễ thương. Tàn cũng ok luôn nè cô chú anh chị nha. Ok con dê luôn, 13. Rồi cây đại lộc chị ơi. Đế quái luôn ha, ghép 4 bo. Đế nè cô
chú anh chị về bỏ chú tiểu về, bỏ cái tượng trẻ em lên đây á. Tiểu cảnh hả? Làm tiểu cảnh chết tết chơi sinh tị sinh động. Cái đế này coi chú anh chị ha, đế nằm đế lết, đế dán lết nha coi chú anh chị, ghép bốn bo ha. Rồi thông số luôn ní ha, tải lọc nha anh chị. Số 13 cái này là quái luôn anh chị, đế đẹp ha, tàn chi đẹp hết trơn luôn. 16 anh cao 62 tàn ngang 80. Rồi mã số 13 em xin giao luôn chị mình 1.200.000 anh chị. Dạ 1.200.000 mã số 13 14 cô chú anh chị ơi, cái này phê con tê tê luôn. Cái này cái đế quá phê luôn nha cô chú anh chị. Cái cũ đẹp lắm chị, đây cũ đây. Tàn thì một ôm kính mít nha cô chú anh chị nha. 14. Trời ơi nhìn cái lết luôn ha. Cái cũ của nó hết biết cái cũ này nha cô chú anh chị. Rồi, đế đẹp không chị, đế nè. Rồi, đế cắm xuống không nè. Rồi, cũ tròn vo luôn. Cái phôi là không có tì vết chứ anh chị, không có khẹo biết chứ ha. Bà chỉ cho cô chú anh chị mình xem ha, cái mặt này ha. Cắt ở trên. Đó, nguyên một cái gù lưng của nó nè. Cái tàn á thì ok, nụ thì đều tàn hết nha cô chú anh chị. Cái mặt cắt nó kéo rất là mạnh nha anh chị. Nó kéo kéo rất là mạnh luôn. Cái này ghép đầu chi hay gì rất là im nha cô chú anh chị nha. Đó, cái tàn một ôm luôn ha. Rồi, thông số luôn đi. Cái cây nhìn một cái ha, lết lết luôn ha. Cái cũ này là 34 nha anh chị. Hoành là 24 hơn, tính 24. Chiều cao là 83. Tàn rộng là 100. Cậu ấy để vô đã. Rồi, mã số 14 không? Mã số 14. 14 hay 15? 15. 14. Rồi, cái này xin giao luôn chị 3 triệu ha. Dạ. 3 triệu nha cô chú anh chị, một cây cúc tổ hương rồi, cái phôi không cũng đủ phê rồi nha cô chú anh chị. Phôi sáng đẹp ha. Rồi mã số 15. 15. Cúc thọ hương luôn cô chú anh chị. À. Nhiều lắm. Số 15. Hàng 15. Hàng lớn gì cũng quý lắm. Này cây rất là phê nha cô chú anh chị. Điều kém này tàn ấm tàn, bông của nó là bông chùm không à nha cô chú anh chị nha, lâu tàn ha. Rồi thông số luôn đi nha, cúc thọ hương mã số 15. 15. Hoành 16. Cao 75. Tàn ngang 75. Mã số 15. Xin Zalo chú anh chị mình là 950.000. Dạ, 950 nha cô chú anh chị, mã số 15. 16. 16. Cúc thọ hương. Thọ hương tàn thông. Tàn thông. Này độ nắp đế luôn. Mấy cái miếng đã đó. Ốc này nè. Rồi, cái phôi này cũng 15 16. 15. Có mấy rồi? 16. 16. Số 16 nha cô chú anh chị. Anh chị. Đế cũ ha, đế nôm luôn nha. Cái này là chơi bonsai là đẹp nha anh chị. Cúc thọ hương ha. Này bỏ ghép này cô chú anh chị nha. Rồi chơi số 5 số ní ơi, mã số 16. Nụ cũng đều tàn chứ. Cái này hoành là 14. Đế nôm cao là 15. Chiều cao tổng thể là 93. Tàn ngang là 72. Rồi mã số 16 em xin Zalo chúng tụi mình là 1.900.000 ha. Dạ, yeah, 1.900.000 mã số 16. Rồi. 17. Cây giả Thủ Đức cho cô chú anh chị.
17. Cái hàng này mình chị mình về để bàn không chị? Đó, bông nó từ 8-12 cánh, nói chung là hàng này hàng F1 hơn chị Thủ Đức ha. Quanh 14. Cao 63. Tàn rộng 58. Mã số 17 em xin giao luôn chị mình 650.000. Dạ 650 nha cô chú anh chị nha, mã số 17. 18. Thủ Đức luôn nha cô chú anh chị, mã số 18. 17 lọc. Mã số 18 mình là lọc luôn chị. Ừ. Đây là mình nhét ba ghế ha. Cây vô nút kim. Bài lọc thì bông to hơn chị nhiều cánh ha. Rồi thông số ní ơi, mã số 18. Mã đại lọc. Quanh 20. Cao 70. Tàn ngang 64. Mã số 18 đại lọc xin giao lưu là 700.000. Dạ, 700k mã đại lọc mã số 18. 19. Rồi cái mai giỏ của Đức. Nhà Thủ Đức để bàn nha cô chú anh chị, mã số 19. Bo ghép lớn, cây này về là đế nằm chậu chữ nhật đẹp nha cô chú anh chị, đế nó nằm như dáng thú như nằm thú vậy đó ha. Đây dây chuyền màu đen nữa nè. Đó. Lòng. Đế ba bo nha cô chú anh chị nha. Rồi, em thông số luôn anh ơi. Quanh 15. Mình thú luôn đi ní. Cao 56. Chiều dài con thú là 19. Tàn ngang là 50. Mã số này mã số 19 thôi. 19. 19. Rồi em xin giao luôn cho mình 750.000 ha. Dạ. Thủ Đức nha cô chú anh chị nha. Cây để bàn để thú ha, về cô chú anh chị vô cái chậu đẹp đẹp là rất là phê nha. Rồi Tết nở thơm phức cả nhà luôn. 20. 20. Cúc Thọ Hương. Giá mini nha cô chú anh chị. Cái lô này là mini ghép tứ quý. Rồi, có ghép mai vàng có. Là Cúc Thọ Hương để thú hơn này gì? Ghép mai vàng ha. Mai vàng. Để quái ha. Ghép 7 bò nha cô chú anh chị. Rồi thú quá có một cái đuôi này hai đuôi luôn nha anh chị. Số dữ luôn hai đuôi ha. Nghệ nhân nào tao hai đuôi chứ chứ. Rồi cho thông số nha. Cái này mình về mình dưỡng lại ha, thêm ha cô chú anh chị. Quanh 18. Cao 48. Tàn ngang 43. Mã số 20 này em xin giao lưu chú anh chị mình là 750.000. Dạ, 750 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 21. Chúc Thọ Hương luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 21. Lùng lực như con cóc ngồi luôn. Con cóc nó ngồi trong ngóc. Cái này y chang cặp khum con khúc. Dùng đế là nó dùng đế đẹp luôn nha anh chị, đế là cứng luôn ha. Nó nhỏ như đế là cứng luôn á. Rồi xem số 56 luôn nha. Đây là 22 phải không? 21 à? 21. Đó số 21. Được cái nhảy lẹ lắm. Rồi. Không để ý là nhảy liền đó. Cái cũ này là 35 nha anh chị. Rồi hoành eo trong này là 21. Cao là 44. Tàn ngang 49. Rồi mã số 21 xin giao lưu chú chị mình là 850.000 ha. Dạ, cái này lùng lực anh chị, cái này phô rất đẹp nha anh chị ơi. Số 21. 22. Rồi. Siêu phẩm chị ơi. 22 cúc Thọ Hương của chú anh chị ơi. Rồi để thú anh chị. Cái này là cực phẩm luôn nha cô chú anh chị. Nguyên con chó luôn nha, cái đuôi luôn ha, nhổng lên luôn. Mã số 22. Bao phê nha, bao phê nha cô chú anh chị nè ha. Cắm dài tới lắm dài. Rồi. Cái lát này bị nỉa rồi. Này cái phôi nè cô chú anh chị nha. Trời ơi nó đã ha. Không thể nào tả luôn. Cô chú anh chị nhìn là sơ qua tưởng là cây tứ quý anh chị không phải ha. Cây mai vàng anh chị mở già cây hết anh chị. Ồ, anh chị xem nhìn nó mạnh cái này nè. Có đuôi nào mà cắt mỡ kéo 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 phù cái này anh chị. Đuôi đọc đuôi rất là dễ thương nha cô chú anh chị, đuôi nhổng lên luôn ha, bên luôn anh chị. Toàn ngon lành ha. Đây, tên nhìn xuống nha cô chú anh chị nha,
cây đẹp quay nhìn nó đã rồi, chơi thông số luôn đi. Cúc thợ hương này cô chú chị chơi xứng đáng nha, về cô chú chị mình để chậu này kiểu này hoặc cho chậu chữ nhật gì cũng được ha. Cái này hoành nó không nhỏ đâu anh chị, thấy hoành nó chậu nhỏ rồi để chơi luôn cũng được. Hoành là 26 nha anh chị, thấy nét phú quá gọn. Chiều cao là 72, tàn rộng là 79, chiều dài con thú là 25. Cái chân cái giò sau nó cao tới 17 hơn anh chị. Đó, cái đuôi nè cô chú vậy. Bèn nó bắt đuôi bèn lên. Cái này chuẩn đuôi. Không vậy sao nhìn nè. Đã ha. Cái này giá bao nhiêu anh? Rồi, mã số 22. Hoài. 22. Em xin giao luôn là 4.2 chị ơi. Dạ, 4.2 cây đáng sưu tầm nha cô chú anh chị. Cây này không chơi chơi dạ. Nào trời. Cây này là gõ nét rồi ha cô chú anh chị ha. Nụ thì đều tàn. Mà điểm này quá rẻ luôn. Nụ đều tàn hết rồi cô chú anh chị. Dịch mà giá cái phôi, cái phôi này không là rất là dễ thương, không có tích chuẩn thôi. Phôi thôi. Này bán bằng gấp phôi. Quay này coi cái này. Nè, thấy không? Có đít gỡ gàng cái đuôi lên nhìn. Y chang cái đít phải không? Ghê luôn á, đuôi đưa. Khê đi. Rồi để xuống em. Đấy ha. Phải không? Luôn, mạnh dữ. Rồi, 23. Một cây cúc tỏa hương dáng bay nha cô chú anh chị. Một cái tàn ơi ơi. Rồi, bằng cái bàn. Cũng 4 và 3 luôn. Cái tàn bằng cái bàn nha cô chú anh chị. Một cây dáng bay về cô chú anh chị mình vô chậu chữ nhật lại là cây này nó cân lên ha, mình bỏ thêm mấy cái chú nhỏ nhỏ đồ mấy em nhỏ nhỏ tiểu cảm. 23. Cúc tỏa hương. Là Tết mình có sinh khí liền luôn. Sinh khí, sinh tài, sinh lộc nha cô chú anh chị. Tàn đẹp lắm anh chị. Tàn ấm luôn á. Cái này Tết là em đảm bảo là lá bông từ trong bông gai luôn hả anh chị, bây giờ lá nó kín ở trong luôn ha, nó cũng ở trong vậy luôn hả anh chị. Nụ nhất ở trong cái này. Nụ kim cũng có, nụ to to cũng có. Cái vàng xương nữa kìa. Này ghép nhiều bò hả anh chị, 2, 4, 8 bò. Này lá nhiều quá mình không có nhìn rõ nụ, nụ rõ nụ nhất nha. Thôi đế chảy thì chiều bay luôn nè cô chú anh chị ha. Rồi cho thông số luôn nha anh ấy. Quá chừng một ôm luôn. Hoành 31. 31 không tính 31. Cao 108. Tàn ngang 112. Rồi mã số 23 chút thời hơn này em xin giao lưu chú anh chị mình là 4.2 ha. 4.200k nha cô chú anh chị. Đó, dễ chơi nha cô chú anh chị. Cây tàn lớn nha cô chú anh chị nha. Rồi, tiếp tục là siêu phẩm nữa nha cô chú anh chị. Một cây tàn thông. Một cây tàn thông ha. Cây này nó hơi có gông chứ thôi cô chú anh chị, xịt cái là sáng giới luôn. Một bệ đế đặc luôn nha cô chú anh chị. Đó. Quá chừng đã, một cây cúc hương tàn thông đế đặc luôn nha cô chú anh chị. Cái bộ đế này kìa, này giống như là cái cổ hả anh chị, đó đồ đế nè, cục hả anh chị. Cái này đế đẹp, đế cây 24, bộ đế nè anh chị, đặt cứng luôn ha. Hai mặt mặt này là mặt tiền cũng được cho cô chú anh chị ha. Mặt này đẹp hơn nè. Thì đúng rồi, mặt này đẹp. Cái này về trên tiểu cảnh được anh em. Bo ghép lớn lắm nè cô chú anh chị. Cây này bo ghép rất là dài mà. Bo ghép chà bá luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, ha. Đế nè ha. Cô chú anh chị mình mà trồng cái cỏ mà kiển là đây nè, nhìn đẹp. Đó, vô chậu qua anh cân đối với tàn luôn ha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn đi này. 24 nha cô chú anh chị. Rồi cái nồi đế này là 84 nha anh chị. Dạ. Yeah. Hoành là 22. Chiều cao là 97. Tàn ngang là 98. Thoát thân cao khá là đẹp dễ thương nha cô chú anh chị. Thoát thân
Khắp thân là 28. Yeah. Rồi, mã số 24 em xin giao lưu chính trị mình là 4.100.000 ha. Dạ, yeah, 4 triệu mốt nha cô chú anh chị, cái tàn ấm này ha. Đó. Cái này bông nở một cái là bảo đảm cô chú anh chị là bao hàng nha, cái hương nở. Cái này đẹp nha anh chị. Là không còn gì của hết trơn, dày, bông chùm ha. Mà nó rất là lâu tàn. Đẹp, đẹp từng chi tiết luôn á. Đế đẹp, thân đẹp, tàn đẹp luôn ha anh chị. Chậu đẹp luôn. Cái để em kẹt ngồi đó không thấy đó. Rồi, đổi gì mấy anh chị. Tính rồi, lâu lâu có ông thầy biết mà. Lâu lâu 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 thầy biết mà. Cây dù ra. Cây xè khó thân chơi đã ha. Rồi, mã số 25. Chưa sửa, nhìn thấy ok. Mã số 25 chị ơi, cúc thọ hương, tàn không. Cái tàn ok luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn là bao phê luôn. Cái này ghép gần 3 mùa hả anh chị ơi. Nó kín nè cô chú anh chị ha. Kín nó mít luôn. Không có chạy đường nào hết. Bo bông luôn. Này cô chú anh chị nha. Vừa luôn. Chút lấy gõ nó coi. Chút ăn cơm nè. Cây dáng trực tàn thông như cô chú anh chị. Mình lớn ha, cây rất là lớn cây á. Ừ, đế đẹp luôn anh chị ơi. Đế nè, rất là lực ha. Mặt này cũng có đế nè anh chị. Đó, đây nè ha. Đế nè. Cái tàn này nha cô chú anh chị nha. Cái tàn là ôm không giáp luôn nhưng cô chú anh chị kính luôn ha. Cái này là bông là từ trong bông ra tính luôn. Tính. Cái này kính cái lá, kính bông, bông chắc cũng bông, bông ở trong bông ra luôn. Không biết. Vô. Cái này đẹp lắm nha. Quay lại đây. Ừ. Đó. Rồi thông số luôn đấy nha. Hoành 31 anh chị ơi. 31 hơn tới 31 ha. Chiều cao là 119. Tàn ngang là 122. Rồi mã số 25 này em xin cho luôn chúng chị mình là 6.200.000 ha. Dạ 6.200.000 nha cô chú chị. Mã số 25. Rồi đổi giùm em ní anh. Rồi, mã số 25 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay em chị thì cảm ơn chú chị như nước vừa qua ủng hộ em rất là nhiều. Rồi chúc chị mình với mùa dịch này thì nhiều sức khỏe ha. Làm ăn thì ổn định ra lại ha anh chị. Rồi cô chú chị mình thích kênh Cuộc Sống Thời Gian bấm đăng ký kênh ha. Để ủng hộ kênh và ủng hộ bên anh em này ha anh chị. Rồi chào em lại. Dạ rồi em cảm ơn cô chú chị, cảm ơn anh luôn.